Rồi, hello anh em nha. Em là Sang bên cửa hàng Sang máy cánh thép nha anh em. Thì hôm nay em lên clip con G Grande nha anh em. Xe mới về cửa hàng. Cho anh em tham khảo nè. Thế là vậy. Đi chợ búa được con đi học độ ok lắm nha. Xe này là 2016 còn zin rất là đẹp luôn. Đó, màu đen nhám. Xe này chủ xài rất kỹ nha. Xe này vỏ đầu còn mà vỏ sau thay nè, vỏ sau mới thay. Vỏ sau mới thay. Đó, áo sống là không chạy nha. Đó, áo sống là đen nhám rất đẹp luôn, từ trên đến dưới luôn nha. Mâm phục đồ rất là đẹp, rất là ok. Máy móc thì nguyên zin. Lốc đẹp nha. Vỏ sau thì mới thay nè, mới thay ra có vậy đó, mình áo rất là đẹp nè. Xe này hệ thống phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu lắm nha nè, dòng này thì tiết kiệm nhiên liệu đó. Được cái này cốp rất là rộng, cốp anh em đừng ngồi thoải mái luôn, đèn đồ rất là đẹp. Biển Kiên Giang ha, biển số dễ nhìn dễ nhớ nha nè. Xe còn một bít xước rất là đẹp luôn, chỗ bán đồ còn đẹp đồ lắm nha, không chạy. Okay. Còn cái tàu đẹp luôn, phải cốp cho anh em mình coi, còn hai cái kiến luôn, hai kiến còn luôn, cốp rất là rộng. Cốp này đựng đồ thoải mái luôn, mở cốp có đèn luôn ha. Xe đi mũi nha, 12.000 nha, 12.000, máy rất là im luôn. Máy rất là im nha, xe này cổ vô thì em có sơn chống cháy lạnh, nói chung là nó đỏ thì có sơn chống cháy nha. Máy là sạch luôn á, máy sạch sẽ luôn, máy im ru, máy ăn nổ á. Trong này chị em mình đi đã ok luôn, tiết kiệm, tiết kiệm nhiên liệu ghê lắm. Hệ thống phun xăng điện tử BlueCore, giá em nói 19.500.000 nha anh em, 19.500.000 G Grande 2016. Rồi, quá im quá ok luôn nha anh em. Đó, anh em nào chốt thì liên hệ với em ha. Số điện thoại của em là 0325555330 nha nè. Em là Sang nha. Rồi. Em cũng xin kết thúc video nha nè. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn anh em các clip khác nha.